mẹ chồng cải trang thành cái bàn, bắt con dâu ngoại tình và cái kết. What? Việt Nam mà cho đóng phim như Nhật chắc mấy đứa này nghĩ ra mấy kịch bản ăn đứt bên đó luôn. Rồi có cái video gắn cái cam to tổ bố lên đầu con người yêu để dình xem nó ngoại tình. Tao cũng chịu, cam thì không cắm điện. Kẻ dám quay thì người dám diễn, thời buổi loạn lạc quá. Cái bàn này mà gặp thợ sửa ống nước thì toang. Không nhận ra luôn ấy, sao có thể cải trang giống y hệt cái bàn thế nhỉ? Oh my god! Sáng tạo dữ luôn á. Phải chi nằm vậy là ngon rồi, không ai phát hiện. Phim Ấn Độ gọi Việt Nam bằng hai tiếng Anh Long. Mình thích những bộ phim chân thật bám sát thực tế như này. Mẹ tao kêu tao, mày còn trinh thì lên lau bàn thờ đi. Tổ tiên xét có thiệt là còn trinh không con? Thế bàn thờ mấy chục năm không lau hả? Trong đầu tao kiểu, mọi chuyện khung như ông bà nghĩ đâu. Con bận lau nhà gòi, kêu gì út đi mẹ. Tổ tiên kiểu, mày thử lau xem. Xin vĩnh biệt cụ. Hôm bữa con chạy xe đạp mà bị rớt yên xe á mẹ. What? Thế sau này con đi lấy chồng thì nhà này để bàn thờ đóng mạng nghiện à mẹ. Mẹ biết đấy, vòi xịt nhà vệ sinh nhà mình hơi mạnh mà mẹ. What the hell? Mất rồi mà đi bá chất lượng 11 có được lau bàn thờ không? Quả nhiên những đứa trẻ ham đọc sách sẽ có gương mặt sáng bừng lên đầy tri thức, toát ra vẻ lanh lợi thông minh mà những đứa trẻ khác không có được. Wow. Ánh sáng của Android hoặc iOS. Đọc tới hai hột mè sắp dính vào nhau. Đọc sách 3 giờ đồng hồ, đến lúc nghỉ mới biết là cầm ngược sách. Hiểu kiểu gì? Cái này gọi là đèn sách còn gì nữa? À thế à? Ví dụ giờ mà hồn em nhập vào xác người yêu cũ anh và hồn người yêu cũ anh nhập vào xác em, thì anh chọn yêu bên nào ạ? Anh không chọn, anh lấy cả hai. Anh yêu em, cả linh hồn lẫn thể xác. Nhanh trí đem hai mụ bị vong nhập sang châu quỳ. À đâu? Thì anh chọn thầy cúng, tao gọi thầy trừ ma về. Anh hồn lìa khỏi xác yêu hồn em, còn xác anh thì yêu xác em. Uống nước gì không? Em không. Uống cái gì đi để gặp cái. What the hell? Cho hai chai nam ngư đi. Nhạt nhẽo quá. Cho hai cốc nước mắm, một đĩa muối hạt. Tiểu nhị, cho hai gáo nước mưa. Đồng nghiệp của tôi vừa nghỉ đẻ được 1 tháng. Có cặp đôi nào đang muốn trải nghiệm cuộc sống có con không? Cho tôi gửi con đi bé vài hôm. Ai cho con tôi đi ở rể với 1 thằng 4 tuổi, 1 thằng hơn 2 tháng ạ? Có ai không? Tôi muốn gửi 2 đứa nhà tôi khoảng 1 tuần. Các bạn được quyền chăm 2 đứa miễn phí. Nani? Họ
học lấy một cái nghề đi tiêu ạ. Ông lông ba lông bông trả ra làm sao còn lên mặt. Học lấy một cái nghề đi tiêu ạ. Ông lông ba lông bông trả ra sao còn lên mặt. Thật ra thì bây giờ mình năm nay 33, 34 tuổi rồi. Sức khỏe nó cũng không được như thời 18, 20. Trí não bây giờ nó cũng chậm hơn. Mình thì có một chút tiếng Anh, không được gọi là quá pro, nghe nói được. Đủ để ngày xưa đi làm ở tập đoàn của nước ngoài. Mình cũng đã từng làm ở một trong những công ty cũng gọi là sau ở Việt Nam về công nghệ và game ở Việt Nam. Mình cũng từng mở studio về livestream từ những năm 2014-2015 là cỡ khoảng chục năm trước. Mình cũng có kinh nghiệm chạy agency là chạy setup sự kiện này kia. Cũng từng làm cả MC nữa chương trình và cũng là cả bình luận viên game. Cũng được đâu đó khoảng 5-6 năm. Ngoài ra thì cũng đã từng mở net thì cũng có tí kinh nghiệm gọi là làm cộng đồng game. À nhắc đến cộng đồng game mới nhớ. Mình cũng từng được gọi là bằng khen của Sở Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho những đóng góp cho mảng esports. Nên là thật sự là cũng muốn học một cái nghề cho nó yên tâm chắc cốt cho tương lai. Nhưng mà bạn thử xem là với kinh nghiệm khoảng chục năm như thế cộng với lại những kinh nghiệm bây giờ đang làm thì bạn thấy xem là nó phù hợp cái nghề gì thì bạn giới thiệu cho mình với, để mình cũng tham khảo rồi sau đó là với cái ý chí rất là hoàn thiện bản thân và cầu thị thì mình sẽ xem mình học để có thể phục vụ xã hội. Cảm ơn bạn nhé, mong bạn là comment ở dưới giúp mình với là mình phù hợp công việc gì đấy. Cảm ơn bạn. Anh nghĩ sao về việc đi diễn hài độc thoại? Em thấy nghề này không yêu cầu sức khỏe, công việc nhẹ nhàng đi lại loanh quanh trên sân khấu chọc cười khán giả thế là xong. Anh có nét mặt điện giải, theo nghề nhất định thành diễn viên nổi tiếng. Quá chuẩn luôn! Piu Piu cần tư vấn nghề nghiệp ở tuổi 33. Đang làm chủ tịch thì bắt đi học nghề. Ảo thật đấy! Hên là bây giờ, chứ trước chắc lại phải vặn nhỏ loa. Đi mày với tao lấy mày! Trước thì lại, bố xin mày luôn đấy. Có tuổi nên hiền rồi ớ, chứ hồi xưa thì bể loa. À, nói nghiêm túc, đéo đùa đâu. Không như anh Piu ngày trước, gặp anh Piu chục năm trước là xác định, bố ba chấm mày luôn, để yên xem nào, đâu rồi để yên xem nào. Thằng lương 5 triệu đi góp ý thằng lương 50 triệu một ngày, quải ghê. Đi xuất khẩu lao động tiếp thôi anh ơi, ở đây lông bông bị người ta của nữa. Thái độ ổng Piu rất thật lòng muốn tìm việc ổn định nhé. Sao ông kể thiếu có kinh nghiệm trả lương cho nhân viên thế? CV dài hơn sớ dài hạn. Ổng có lên mặt đâu, ổng vượt mặt. Khác gì rách khuyên người khác yêu vợ thương con. Người góp của, người góp công, kẻ ở không ngồi góp ý. Ăn kem cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Hả? Like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.